các mối tà đạo nó xuống đây nó xưng như là xưng là Đức Thầy Chớ Lợi hoặc là xưng là Đức Phật Thầy Tây An Chớ Lợi, rồi bà con liền tin, nhẹ dạ liền tin rồi nhảy theo đó mà không có suy xét cho kỹ. Thầy đó thầy nói trước khi ta học đạo hay ông đạo nào thì ta phải suy xét cho kỹ rồi hãy theo ông đạo đó. Thì bây giờ đó thì cái đoạn này thì thầy có nhắc là đó, thầy nói là cái đoạn này là đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng em chúng cháu lên đây chia sẻ đôi điều về Phật pháp. Nếu có gì sơ sót cũng mong quý cô bác ông bà bỏ qua, tại mình ăn cơm mình còn phải bị đổ, mình uống nước mình còn phải bị gơi. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ đó là chúng em chúng cháu xin luận về một câu này. Nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Mà bây giờ đó là kể từ khi Đức Thầy khai đạo cho đến năm 1947 là cái đoạn văn này nó chưa có đúng với cái thời kỳ mà phải áp dụng. Mà kể từ năm 1947 Thầy vắng mặt cho đến ngày hôm nay là chúng ta phải áp dụng đoạn văn này với nhiều ý nghĩa cần thiết, quan trọng như sau. Mà nay gặp gốc phải mau tìm gốc. Có một đoạn văn mà liên tục hai chữ gốc, mà tìm gốc là tìm ai, gặp gốc là gặp ai. Đây là một cái biểu đồ quan trọng thầy để dành cho chúng ta sau này khi Đức Thầy vắng mặt. Mà khi mà Đức Thầy còn dạy chúng ta ở đây đó thì cái câu này nó không còn cần thiết quan trọng nữa. Mà khi mà Đức Thầy còn vắng mặt là cái câu này luôn luôn trực tiếp còn quan trọng. Giống như mình đang đi đường mà có người đang chỉ dẫn mình đi đường, mình khỏi bàn đến chuyện đó rồi. Tại người ta dẫn đi đâu thì mình đi tới chỗ được rồi. Còn cái người này mà trực tiếp bỗng nhiên không còn dẫn đường chỉ đường mình nữa là mình phải coi những cái bảng đi đường lại để lại ở đây. Mà cái người mà bây giờ đó là mình phải coi bảng đi đường lại để đây, giống như luật giao thông bây giờ đó, trong trường người ta dạy đó, rồi mình phải thuộc cái bảng nằm lòng đường giao thông đó, rồi mình về mình chạy. Chứ ai mà giảng viên đi sau lưng mình nói ừ quẹo đây quẹo kia, ừ căng đây căng kia, đâu ai mà chỉ dẫn mình hoài đâu. Mình phải coi. Mà hãy nói từ nay cách biệt xa ngàn, ai người tâm đạo đừng con phụ thầy, giữa trần đờn nở đứt dây, mà chui vui buổi hiệp bóng thầy lại xa. Mà thầy lạc tớ không ai chỉ bảo, như dịch con nhiều dắt nhờ gà, là cái cuốn giáo lý của Đức Thầy mình để lại đây và chỉ dẫn chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ đó, cái người mà mất gốc lạc nguồn này đó, người ta tự han rằng là cái người này dông bội với cái gốc rồi. Còn nếu mà cái người mà biết gốc, nắm được gốc đó, cái người này mới thiệt chung thủy trước sau một màu vàng vậy. Vậy thì bây giờ trước kia có ai mới có Đức Thầy chúng ta, mà có Đức Thầy chúng ta mới có chúng ta mới truyền nói cái đạo lâu dài này. Không có gốc làm sao có ngọn, không có đầu làm sao có đuôi, không có đuôi làm sao có sao. Thì bây giờ đó mình phải nghiên cứu về cái chữ gốc này cho thật rõ, cho thật kỹ, để mình khỏi mất gốc lạc nguồn. Như là cái gốc này đó mà nó đã có trước những người đắc đạo, mà người xưa đã quả quyết là nhất bản tán hù, dạng hù quy nhất bản, là một gốc sanh ra muôn nẻo. Thì vậy thì bây giờ chúng ta phải ôm sát giáo lý của Đức Thầy, và chúng ta phải ngày hai hồi cũng lại ăn chay niệm Phật và ôm sát giáo lý của Đức Thầy, không còn học ai nữa cả. Tại hà nói là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Thầy dạy mình quá đầy đủ rồi, không còn thiếu hốn gì nữa. Mình đâu cần phải đi học ông này ông kia ông bọng nào nữa. Mình là bây giờ đó, một nước đó thì không có thể hai vua, mà một đạo đó thì không có thể hai giáo chủ được cô bác ơi. Vậy thì á, mình phải heo. Thầy nói sống sanh ra phận giao mài, một đời một đạo thôi cho đến ngày chung hưng. Giống như cái mẫu chuyện mà giống như cái mẫu chuyện mà lúc Đức Thầy đi lên tòa thánh Tây Ninh đó, là Đức Thầy cũng lại giống bên tín đồ của cao đài, đệ tử mới hái vị, đệ tử mới lại y chang, y chang bên cao đài vậy đó. Lại sao lại y chang vậy? Mà khi lại xong đó, Đức Thầy mới nói
phản đạo. Sau qua mấy anh tín đồ này mới hết sức rồi, hết sức sợ rồi. Mấy anh này mới hỏi thầy phản đạo là gì thầy. Thầy nói tôi làm sao á mà mấy ông bắt chước làm y chang vậy. Cái đó là gọi là phản đạo. Một đời một đạo đến ngày chung hưng thôi. Thì bây giờ đó mình phải coi nghe cho thật rõ về cái giáo lý của Đức Thầy. Thầy dạy sao? Thầy nói gắng nghe lời dạy của Thầy mà để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Thì bây giờ mình coi theo cái giáo lý của Đức Thầy đi, mình tu hành đi. Tôi nói ra sao? Giống như bác Út đó, hồi xưa đó thì cũng huyết cái đề tài này ở ra 6 lần tại An Hoài Tự. Mà huyết lúc đó có chính quyền trong trọng nữa. Thì bây giờ đó các mối tà đạo nó xuống đây nó xưng là Đức Thầy trở lại, hoặc là xưng là Đức Phật Thầy Tây An trở lại. Rồi bà con liền tin, nhẹ dạ liền tin rồi nhảy theo đó mà không có suy xét cho kỹ. Thì đó thầy nói trước khi ta học đạo theo ông đạo nào thì ta phải suy xét cho kỹ rồi hãy theo ông đạo đó. Thì bây giờ đó thì cái đoạn này thì thầy có nhắc là đó, thầy nói là cái đoạn này là đó, chánh kinh cấn mà dầu hành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình, dầu cho ai cứ phá gối đức tin, ta vẫn cứ một đàn đi tới. Thì mình cứ dẫn một đàn đi tới, dầu cho ai mà phá đạo hay là gì hết là mình đó. Tại sao thầy cho, thầy không cho mút đốn mấy gốc dừa sau chỗ đình, là thầy để dành đó để sao mà cho những người mà phản đạo thầy đó về đập đầu vô gốc dừa đó mà chết, gọi là dừa chết. Tại đó mình trước mình tu đó là mình phải có chữ trung hiếu với Đức Thầy, thầy mới chọn. Tại sao thầy nói bổn đạo thì đông, mai mốt ra nữa sao lập lễ dích tỳ cũng chê, là tại đâu có chữ trung hiếu với Đức Thầy, thầy đâu có chọn. Bởi vì mình tu đó mình phải có chữ trung hiếu với Đức Thầy. Thầy nói cõi trung ương mà luân chuyển phương nam mà mở hỏi hánh chọn người trung hiếu. Thầy chọn hai người mà thôi, trung với hiếu thôi. Thì bây giờ đó mình học, bây giờ đó mình ôm sát giáo lý của Đức Thầy, mình niệm Phật, mình cúng lại, mình làm lành lánh dữ đi. Mình còn làm phước được cái gì mình cứ việc làm. Để khi nào thầy về thầy chấm điểm cho mình. Thì bây giờ đó những cái mối tà đạo nó xưng lên đây khá là nhiều. Như là có cái đoạn ông này nói gì nào, có cái đoạn âm này nói vậy, con xin nhắc cho cô bác ở đây nghe rõ ràng. Như là cái ông này nói là kể từ ngày Lố Dạng Sĩ Hanh, miền Châu Đốc chỉ gành đường lối, mà khi vắng mặt Đức Thầy tâm tối. Ủa sao Đức Thầy tâm tối? Giảng của Đức Thầy còn đây mà tâm tối cái gì? Bởi vậy đó mình phải suy xét cho kỹ. Hãy nói suy nghĩ từng nét dấu. Mà hãy nói là khó nghĩ đời người giả người chơn, mà khó biết đặng người chơn người giả. Cái đời này ai khó biết ai tà ai chánh hết. Ăn lớn miếng khó bề nuốt nhã, ăn là muốn nuốt luôn cái đạo của thầy đó, mà nhã ra cũng khó nữa. Nói cà vây hai ngã vào ga là có nhiêu đó, nói vòng vòng cái vòng vòng hơi hoài. Nói cà vây hai ngã vào ga mà làm sao cho khỏi chốn Diêm La, mà đường tỏi phút chia ba mối đạo, mà tưởng ái quốc cơ đồ sáng tạo, mà đào hay đâu cường bạo hơn quan, mà lại xưng là hùng cứ nhất phan dốc chiếm đoạt Tây An đại đế, mà bạo phát bạo tàn vô mưu kế, mà hâm hâm chi diệu thế khá hơn, mặt tình kẻ bạc người ơn, mà lòi phi nghĩa sâu hơn đạo dị, mà cao nhân tức thủ cao nhân trị, mà đệ tử tầm sư dị hối đoan, mà đệ tử mà muốn làm sư làm thầy. Thì bây giờ đó ông ba ông cho biết trước luôn, lại xưng là hùng cứ nhất phan là ai? Hùng hai hùng cứ ba cứ bồi xưng cứ hai anh em ra hai anh em ra cuốn mà ở Hanh Hương Hanh Văn đó, ra cuốn nhất Hanh Sĩ Phan Phan Bá Cầm. Tại sao dám ra cuốn, tại sao mà dám nói cái câu mà kể từ ngày Lố Dạng Sĩ Hanh, miền Châu Đốc chỉ gành đường lối, mà khi vắng mặt Đức Thầy tâm tối. Ủa thầy còn nói khai ngọn đuốc từ bi chí hiện ở đây mà sao mà tâm tối được? Bởi vậy đó mình học đạo theo ông đạo nào mình phải suy xét cho kỹ rồi mình học theo ông đạo đó. Thì bây giờ đó cái thời kỳ mà diễn biến tới đây nè, như là Đức Thầy có cho biết là gu con buồn ngủ chưa mê mà cầm đồi lên kén sợ dê phá chuồng, là Đức Thầy dạy đạo từ năm 1939 mà kinh độ mình đâu mê đạo lâu mê đợi không, mà tháng 6 năm nay là như dê phá chuồng, là khắp các nhà của năm châu thế giới là như dê phá chuồng của bác coi. Như là lục bảo chỗ này sập nhà sập cửa, mà để sao bảo tố hình lình đó sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu. Thì những cái cảnh khổ cái ông ba ông tiên tri cho biết là để sao bảo tố hình linh sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu, đói khổ tới nè. Mới đây đó thì cũng cho biết là cái giá gạo nó tăng lên, tin tức báo đài cũng cho biết là giá gạo nó tăng lên, những cái cảnh khổ tới
như là đó như trong quyển 2 đó Đức thầy có nói là đó thêm gạo lúa lại tăng giá mắt, là tăng lên giá mắt. Mà bây giờ đó là cái mẫu chuyện mà ở đây thầy nói chừng nào mà chết chôn không kịp là tôi sẽ về tôi múc nước tín đồ tôi cứu tín đồ của tôi khoảng 7 ngày rồi tôi đi tiếp. Tôi đi tiếp là cái thời kỳ đó sao ông Út mới hỏi là sao thầy không về luôn thầy. Thầy nói vì đây là thời kỳ năm chèo nó lên, nếu mà tôi ở lại đây đó mà động lòng bắt nó sớm thì có lỗi với thiên đình, phải để nó xử hết người hung đã rồi tôi mới về tôi thu phục 6 năm chèo. Thì lúc đó là 18 nước đem xúc đại bác như là bơm vô mới chiến đấu với 5 chèo. Mà thầy nói là mới vô chiến đấu với 5 chèo đó là bị 5 chèo bắn hết trơn, bị 5 chèo bắn hết trơn, bị 5 chèo phun lửa cháy hết trơn. Thì là 18 nước thấy không làm lợi ông 5 chèo này mới đặt bàn hương án cầu trời Phật, coi có Phật nào ở đây không. Đặt bàn hương án cầu Phật xong mà thầy nói cây nhang mà cháy 1 2 phân là thầy đi trên mặt nước về. Thầy nói các ông không làm lễ nó sao, các ông tránh ra để tôi hu phục nó cho các ông coi. Là hu phục là mới lúc đó là ông 5 chèo biến mất. Thầy mới nói kêu mấy tiếng nó lên nó cúi đầu trước mặt thầy. Thầy nói số mạng của mi đến đây đã hết rồi, sao không chịu hành lễ đi. Là biến ra con mã lông như là ông ba ông có cho biết là một cù lao mà xúc trước làm đầu, mã lông ứng ngữ ra chầu quan hiên, mã là ngựa lông là rồng, là đầu rồng mình ngựa, là biểu diễn chạy trên bầu trời, chạy trên không trung, lặn xuống mặt nước. 18 thấy vậy, 18 nước thấy vậy mới tin nước Nam mình là anh cả sau này. Mà những cái cảnh khổ nó đã tới nơi rồi, các bác ơi, gắng tu các bác ơi. Như là những cái mà động đất, mà sóng thần, bão lụt, rồi chiến tranh, dịch bệnh. Như là hài nói sao? Hạ quân nay đã hết đời, mà hết đời là sao? Những cái hiện tượng gì? Hết đời đó lớp nào là bão lụt, mà lớp nào đó là hạn hán, lớp nào chiến tranh, mà lớp nào dịch bệnh, lớp nào dịch bệnh mà lớp nào những cái hiện tượng mà xảy ra như là đó, những cái cảnh khổ này là Đệ Dũng sẽ nói cho bà con vừa rõ ràng biết luôn. Mới đây đó là cái đại lễ 18 tháng 5 năm nay là bình thường đó là nó không có xuất hiện con chim này, mà sao hôm nay nó có xuất hiện con chim này là sao? Là bình thường đó là nó không có xuất hiện con chim này mà sao hôm nay con chim này nó bay về An Hòa Tự với tổ đình. Là cái điềm báo đó cũng cho biết là mà có Phật ra mới hay diệt linh, mà giặc trời lộn động mới âm binh giấy lòn, con mèo ngồi sợ rắn sa đàn, mà dê hời ghét khỉ xóm làng sạch trơn, mà hợp bát quốc làm hội đầu sơn, mà hăng hiên độn hổ nhờ ơn Phật trời, dê hăng sáu mà khỉ hăng bảy. Nay mai là không phải nay mai đâu nha cô bác, nay đó là dê, mai là khỉ, đó là chỉ cho tháng 6, tháng 7 năm nay là sẽ nói chung là nó sẽ kéo dài dài tới tháng 10 năm nay là lụy tuôn dầm về. Như là thầy nói cảnh trời mây mịt vẽ lăng quăng, 14 tháng 10 trời lễ quốc trăng là tháng 10 năm nay nè cô bác, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, là một con mèo mẹ với một con mèo con là tháng 2, chỉ cho tháng 2, năm mẹo tháng hợi mới lụy tuôn dầm về. Lụy tuôn dầm về là khóc ròng đó, lụy tuôn dầm về là khóc ròng là chỉ cho tháng 10. Rồi trung ương rồng lộn mới ơi hời hay phơi, kiểu chung đó là nghĩa là giữa giữa cái năm rồng sẽ ơi hời hay phơi. Nhưng mà những cái cảnh khổ tới nào thầy có cho biết là đó, như cái cảnh khổ nó diễn biến tới là thầy cho biết là cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn chiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc hãm hê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Ở đây mà mình sao mà mình nhìn ở ngoài được, do là mình cũng có một cái điện thoại hay là cái gì đó bên kia động đất trên kinh cất báo đài cho mình biết là mắt nhìn ngoại quốc hãm hê mà nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì bây giờ nam bang là mình, nước Việt Nam mình cũng khổ hầu gần rồi chứ không phải gì đâu, mà do mình, mà do bên nước mình đó là có niệm Phật có cúng lại. Còn bây giờ đó người ta đâu có chịu lo tu đâu, lo mê đời không à. Giờ sáng lo ăn nhậu và lo chửi lộn với nhau, anh em nó lo đâm chém với nhau, con giết mẹ, rồi chồng giết vợ, vợ giết chồng, rồi hầy phản tội phản chúa, tội mày phải xử là phản hầy. Thì bây giờ đó bà con coi
giống như á bây giờ đó đói khổ tới nơi nè, bây giờ đó thì á cũng cho biết á là những cái cảnh khổ nó diễn biến tới đây như đói khổ nè, giống như là bây giờ đó mai mốt đói mà không có gì ăn luôn, mà như là hay nói đói ăn bắp, mà đói nữa ăn khoai, mà hết khoai hết bắp chiều mai ăn đá, ăn đá. Giống như cái mẫu chuyện này đây là hãy nói đài ơi đài nướng đá, ông đài ơi đói quá đài ơi, là ông đài mới nói ủa thầy ơi đá mà sao ăn được thầy, sau thầy mới kêu là ông nướng mấy củ cho thầy. Thầy lúc đó ông cũng chịu nướng, mà nướng là thấy thầy dở qua dở lợi, sau ông đài mới nói cái cục này mà cắn vô một cái là gãy răng chết. Sau đó ông biện đài đó nướng chín xong, đức thầy mới kêu ông biện đài là lên cúng cho chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi ăn. Mà đó là lúc đó đó là cúng xong rồi ông biện đài mới đi xuống, ông biện đài mới cừ thầy, sau đức thầy mới đưa cho ông một củ, sau ông mới nói cái cục này mà cắn vô gãy răng chết. Sau ông thầy ông thấy thầy cắn mà mềm xèo à, mà cái mùi khoai này nó thơm lạ lần lắm, nó thơm lẫy lần luôn, từ trước giờ cái khoai này chưa có bao giờ mà hôm nay mà nó có mà thơm lẫy lần luôn. Thì đó cái lời của ông Ba Kiên Chi đó hiện là đói ăn bắp, đói nữa ăn khoai, mà hết khoai hết bắp chiều mai ăn đá. Như là bây giờ đó lúa gạo đó thì bây giờ nó cũng tăng giá mắc, bây giờ chưa phải là cái thời kỳ đâu, còn nhiều trận đấu nữa, mà còn nhiều cái cảnh khổ mà chết chóc rồi chiến tranh. Cái đại tam thế chiến này đó do nguy cơ của chúng sanh thôi, tùy theo chúng sanh. Ví dụ mà chúng sanh làm ác thì cái đời hạ quân này nó sẽ tới nhanh, còn nếu mà chúng sanh đó là nói chung chuyên mà nói chung á thì nó sẽ gia hạn lên thiên làm hiền, thì nó cũng từ từ nó mới tới. Như là thầy khẳng định qua hai câu là hạ quân lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây, mà gắng nghe lời dạy của thầy để chừng đến gì kiếm thầy khó ga, mà Tây phương thầy lại quá xa, mình nên ta mới nói cạn lời dân nghe, mà đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài cố phí lũa he làm gì, xuống trần ta dạy cố lì cốt cho trần ấy nghe thầy mới hôi. Mà nó ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền sấm của đời nhà Lê, mà là năm gồng gắn ngựa dê, mà chúng sanh thế giới ơi hời hay phơi, mà chạng trình truyền sấm mấy lời, mà ngày nay dân chúng bị hời ăn chi. Là ông sấm ông nói vậy, còn của đức thầy nói là mèo kêu bá cánh lao sao, chữ lao sao đó là nghĩa là nước ngoài nó lu bu với nhau, nó chiến tranh với nhau lu bu, mèo kêu bá cánh lao sao, mà đến chừng gồng gắn á máu đào mới chỉnh ghê, mà con ngựa lại đá con dê, mà khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, mà khỉ kia cũng bị sáo sào, mà canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng, tới năm năm gà đó mới dứt chiến tranh. Thì bây giờ nghe được cán tu của bác ơi, chứ để chần chờ đó, thầy nói nếu để chờ sấm nổ vang hinh e bá tánh ăn năn đã muộn, thì lúc đó mình ăn năn đã muộn rồi, đâu có kịp, đâu có kịp đâu. Thì cái lúc năm dần nó mới chỉ có bơ vơ mà thôi. Giống như ông Ba ông cho biết là hương 3 năm không chợ nhóm chiều, là cái lúc mà Covid-19 nó là cái lúc mà năm 2020 đó, cái cảnh mà chết mà nói chung là chết chóc dữ lắm cô bác ơi, mà nó chưa có phải là vậy đâu, chết chóc dữ lắm, mà chợ mà không người nhóm nữa. Mà rồi Ấn Độ, bên Ấn Độ đó xác mà người ta chết đóng 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 vậy nè, xác mà người ta chết đóng 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 vậy nè, hay không lấp mà để phơi khô, mà nước không có uống Nam Mô đạo nào, hay người ta niệm Nam Mô quá mình cũng không biết đạo nào mình cũng Nam Mô heo. Thì bây giờ đó dịch dịch bên Ấn Độ chết đóng đóng, như là thì bây giờ là thầy có tiên tri cho chúng ta biết là có hết trơn rồi chứ không phải không có. Mà cái lời tiên tri của các ngài đó, cái lời tiên tri của thầy đó là 84 năm nay, 84 năm nay rồi, như là đó là chiến tranh dịch bệnh, khi thầy tổ vắng bóng nữa, là sẽ có các mối tà đạo nó xưng danh lên, nó nổi lên, nó xưng là thầy trở lại hay là đệ tử của đức thầy trở lại hay là gì đó. Mà thầy nói với ông Út đó, thầy dỗ vô bỏ ngựa đó, thầy dỗ vô 2 lần, thầy nói mai mốt là tôi là về, là tôi về ngay cái bộ ngựa cổ đình này nè, về ngay giữa nhà này nè, chứ tôi không có phải là đi đâu hay là ở sau hè hay là ở đây ở đâu ở đó gì hết, tôi về lần về ngay đây nè, mà tôi về đó là tôi về ngay cái bộ ngựa này nè. Thầy gõ 2 lần, thầy gõ 2 lần, mà thầy gõ 2 lần ngay bộ ngựa, như là thầy nói chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che,
Chữ gia đó là nghĩa là nhà, chung đó là nghĩa là giữa. Hãy về ngay giữa nhà. Là lúc đó là bóng tùng của tre. Thì cái lúc đó là cái lúc thầy về lần thứ nhất đó là đã chết chôn không kịp. Mà cái lần thầy về đó là thầy thu phục 6 năm triệu. Thầy về hai lần là chúng sanh mình mới ăn. Như là bây giờ đó thì dịch tả nó hoành hành, rồi chiến tranh, dịch bệnh, đói khổ tới. Bây giờ mới bên Campuchia đó, tin tức báo đài cũng cho biết là bây giờ đó bên bển đó cũng đang gục gịch về vụ cái gì đó, giành đất gì đó. Rồi đòi đất ở Cam Việt Nam gì đó. Nó cũng gục kịch bên bển gì đó. Bởi vậy là thầy kêu mình bây giờ là phải gắng tu đi. Mai sau mà nhiều cuộc đất cài mà đua nhau, mà chạy lầu đài cũng xa, đất là hổ, hổ là miên. Vì đâu bốc ngọn lửa cần. Lửa cần này là nó có hai cái ứng điểm. Một đó là Trần Quý Hoàng. Trần Quý Hoàng là của bên Trần Quý Hoàng là của Trung Quốc. Hai đó là Trần, đó là Trần của Cao Miên. Trần của Cao Miên mà Trần Ban Hậu Hận Tiên Diêu Động. Trần Ban Hậu Hận ý nghĩa là Trần đó là cao, cao là miên, miên sau này nó sẽ hậu hận nước Việt Nam của mình. Nam quốc lương dân kiến linh xa, mà phồn qua đô hội mình lưu gian quyết, dư giãn độc ngang cấp ma ha. Là phồn qua đó là hãy cũng cho biết là phồn qua là ngay cái chốn đông người. Lưu gian quyết, lưu là lưu chữ, quyết là máu, là nguyên cái dòng sông máu đó. Như là Trấn Thanh có nói là qua liền năm nước chặt đàn, qua lộ văn giáo máu tràn như sông. Là đó năm nước nó qua, nó đánh chiếm sao là cái lầu đài ở núi Cấm đó, là nó lộ lên cái cục mà Viên Ngọc Phủ Lư á, 18 nước thái vị mới nổi lòng ham, đem xuống Đại Bác, Tàu Đại Bác vô đây, nó mới tranh chiếm cái ở vùng bảy núi sau này. Tranh chiếm cái vùng bảy núi sau này. Mà trong cái đồ hư của Đức Bổn Sư đó, có nói là năm tỷ là miên sẽ qua mà không biết năm tỷ nào hết. Mà chừng nào mà Đức Phật Thầy Cai An đó, Ngài có cho biết trước luôn. Ngài nói là chừng nào mà cây cầu Mỹ Hửng thứ hai, cây cầu Mỹ Hửng đó mà bắt xong là núi Cấm quá lầu. Mà bây giờ cái cây cầu bắt rồi đó. Dạ, cây cầu thứ nhất bắt rồi mà cây cầu thứ hai đó nó đang tiến hành bắt. Bắt xong là có chuyện lớn tới là mã não sông Phi, là sông Tiền Mỹ Hửng bắt cầu. Là sông đó là heo đã dụng nghĩ đó, là sông đó hai cây cầu nó đi song song với nhau, là sông Tiền Mỹ Hửng bắt cầu. Núi Cấm quá lầu lộ vẻ gần đây. Núi Cấm đó là sau này là chừng nào mà cây cầu Mỹ Hưởng bắt xong đó là có chuyện lớn cái đó. Cô bác gắng tu giờ gắng niệm Phật đi. Dạ. 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 Thì bây giờ gắng tu cô bác ơi, để chừng sau đó là để chừng sau này là cải chừng này nè, như là thầy nói đó, cảnh hồng trần cỡ biển mênh mông mới là sợ chết ước mong. Mà không ai cứu bởi lòng ác gian, hoặc là lớp thì ác cứu dậy lầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng hôi, cứu thì con xé con lôi, con giành con giật ăn hôi muôn trùng. Giống như đó là đức ông á, là đức thầy dắt đức ông đi lên núi Cà Lơn đó, là mới thấy đức ông mới thấy cây súc bự như nè, cây súc bự như nè. Là đức ông nói cây súc này mà ai mà đốn cho nổi thầy. Sau đó Đức Thầy mới nói cái này đâu phải cái xúc, cái này là con gắn mãng xà lớn đó. Đức ông chưa tin, Thầy mới dậm hai ba cái, con gắn nó chuyển mình. Thầy nói vị chưa phải là ghê đâu nha, vị chưa phải ghê đâu nha, mai mốt là còn dữ nữa. Thầy nói gắn to mà tên gọi mãng xà, trên gừng nó xuống nó hai dương trần. Bây giờ ra để Dũng xin kể một cái mẫu chuyện mà Đức Thầy kêu ông Tẩu Ma đi giao phong hư xuống lòng núi Cấm. Mẫu chuyện đó là Đức Thầy kêu ông Tẩu Ma đó là giao phong hư xuống lòng núi Cấm, là ngay điện Quỳnh Long đó. Là có một ông già mà cái hang này nó khó đi dữ lắm, mà cầm một cái ngọn đuốc nè mới đi vô cái hang đó quẩy quẩy như nè. Cái ông già đó có nói với ông Tẩu Ma á, tôi nói với ông á, ông đi ông cứ việc đi, mà ông cũng đừng có sợ, mà ông cũng đừng có hỏi luôn, đi vô đi. Thì vô cái đó đó, ông đi á, ông mới gờ gờ nè, ông chà chà như nè, ông thấy cái gì mềm mềm. Ông nói, ủa ông ơi, cái gì mà mềm mềm với ông? Cái gì mà mềm mềm với ông? Sao tôi nói với ông là ông đừng có hỏi, ông đi, ông cứ đi, ông đừng có hỏi. Sao ông mới thấy một con gắn mãng xà mà cái đuôi nó bằng cái xề á. Cái xề. Rồi
ông mới nhớ lại là gắn to trên gọi mãng xà, trên gừng nó xuống nó hai dương trần. Rồi á, ông mới đi vô nữa, ông mới thấy là một chiếc xe hơi. Ủa, ông mới hỏi cái ông già này, ủa ông ơi, dưới lòng núi làm gì có xe hơi với đây gì không? Sau à, cái ông già nó nói, cười nói với ông á, ông đi, ông cứ đi, ông đừng có hỏi. Vô cái đó đi biết, vô cái đó thì thấy hai cọp trắng vậy nè, bành chặt kỳ vậy nè, đứng canh cái cửa. Mà cái ông tổ ma này, ông mới sợ quá thì ông mới đuổi đi. Qua ngay cánh cửa là sư mạng quan chàng đã đến, là vô đó ông thấy chén bát quá trời luôn. Mới đi qua cái cửa nữa là sư mạng quan chàng đã đến, ông đã thấy một cái gạo mà chuẩn gạo mà để đông 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 để dành cho người tu của mình sau này đó, kẻ hiền đức sau này được hưởng đó. Như là hãy nói ngồi chơi đạo lý bàn quan, mấy bà có biết lúa mà bay không đó, có người đạo lý hơi hông mà xin ông bày tỏ cho tôi hiểu gài, mà đi nghe liền mới tỏ bài, mà lúa bay về núi để dành ngày sau là để dành cho người tu của mình sau này đó, kẻ hiền đức sau này được hưởng đó. Mới đi vô thêm cánh cửa nữa, sư mạng quan chàng đã đến, là ông thấy một cái cây cột cờ đó mà có viên ngọc phổ lư á, mà cao dữ lắm, cao mà không thấy cái đầu của nó luôn. Sau đó vô đó thấy một con cá sấu nó bự vậy nè, mới hỏi ủa ông ơi con gì ở đây vậy? Sau cái ông già đó mới trả lời là đây là ông Năm Chèo đó, cái hồn của ổng gì ở trong đây mà cái xác của ổng dưới sông Dầm Nao á, mà không thấy cái đầu cái đuôi của ổng đâu hết trơn. Thì bây giờ đó gán tu của bác ơi, để chừng sau đó khổ dữ lắm. Như là trong cái mà lời của các ngài nói đó là tháng 3 bá cánh khóc gồng, bị tần nó giết nó hồng tuôn rơi, mà tháng 5 tháng 6 rụng rời, tháng 7 tháng 8 nửa đời bá gia, mà lớp binh khí lớp binh ma, mà lớp nào ban trái lớp nào binh dương, mà mùa màng thất bát hãm hương, nó lên bảy núi tư lương trong lòng, mà có khi mà lửa cháy phập phồng, cháy lên núi cấm chạy dòng đôi ôm. Thì bây giờ đó thì đó, đức thầy cũng cho biết là đó là Đinh Tỵ mới ra sắm thịnh lình nhân dân sau xíu nước mình có vua, là cái hình tỵ này đó là kế bên đây nè, chứ nó không còn xa nữa. Chừng nào mà cuối năm nay là cây cầu Mỹ Thuận này bắt xong. Dạ, cuối năm nay là cây cầu Mỹ Thuận bắt xong nè, quá trình tiến độ đó là người dân cho biết là cuối năm nay cầu Mỹ Thuận thứ hai bắt xong. Nếu mà cây cầu này bắt xong là có chuyện lớn, cái đó là núi Cấm Quá Lầu đó, chứ không phải chuyện giỡn. Thì bởi vậy là nổ đó. Bởi vì ông Sấm ông cũng tiên tri cho biết là Long Vĩ Xà Đầu Hổ Chiến Tranh, Can Qua Xứ Xứ Khởi Đao Binh, Mã Đề Dương Cước Anh Hùng Tận, Hân Dậu Niên Lai Kiến Hai Bình. Long là gồng, Vĩ là nó lộ ra cái đuôi, Vĩ là con gắn đó, mà hay nói là đến chừng gồng gắn máu đào mới chỉnh ghê, mà con ngựa lễ đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Dạ thì bây giờ Mẹo, Hình, Tỵ, Ngọ, Mùi, Hân, Dậu, Tức, Hợi. Thì bây giờ nghe được cán tu của bác ơi, để chừng sau á, đối đầu hơn chẳng còn hay nha. Mà hãy nói tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ chừng đối đầu khó kiếm điên khùng, mà cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt những người gian ác hết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu, Nam Mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Nam Mô A Di Đà Phật.